Cục Hàng không Việt Nam cho biết giá vé máy bay trong nước từ đầu tháng 8 đến nay giảm mạnh. Mức giá vé bình quân được các hãng hàng không nội địa cung ứng dao động trong khoảng từ 35 đến 65% mức tối đa theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không nên có kế hoạch di chuyển và đặt mua vé từ sớm qua các kênh bán vé chính thức để có thể lựa chọn được những mức giá vé phù hợp nhất.